Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện về việc tăng cường chống vi phạm tiếng ồn. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, chỉ đạo Công an Thành phố Thủ Đức và Công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý. Đồng thời chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm đến từ người dân và khu dân cư, đa dạng hóa, kết hợp với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, cần tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc các đơn vị gồm Công an, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương, Sở Tư pháp khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố và chủ động thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản gồm xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 3.